Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Ngày hôm nay em lại đang về một số xe đạp touring và đua cấu hình rất tốt. Phải nói là đợt này em toàn lựa những cái xe chính hãng đã qua sử dụng tại thị trường nước ngoài và được nhập về theo đường đóng hộp máy bay, không chồng lên nhau cho nên là lớp sơn rất đẹp. Và là những cái xe đã sử dụng tại thị trường châu Âu hay là những cái thị trường mà ở nước ngoài. Thì đợt này đang về một số xe đạp đua và touring cấu hình khá tốt và cũng là một số cái dòng rất là nổi tiếng. Bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết sơ lược qua tổng thể tất cả những xe em hiện có đang về và các cái xe mà vẫn còn từ thời những cái đợt trước. Và đầu tiên là vẫn là một số xe touring Nhật bãi XK và size cao này, giá 5 triệu, địa hình cho học sinh đi thôi, giá 4,5 triệu. Koratec 3,8 triệu, địa hình cho học sinh đi, địa hình Koratec. Rồi xe check là 4,5 triệu, check chính hãng Mỹ, địa hình Mosso Đài Loan xịn, con này đi ngon, cấu hình là càng đơ nhôm cối lổ, con này dòng leo núi leo đồi rất là ngon. Personalize, con này Personalize, mỗi tội là cái người dùng là học sinh ấy, là nó lấy sơn xịt nó xịt hết vào khung cho nên là nó không còn cái tem nữa, em chỉ cọ được còn cái chữ Personalize thôi. Xe rất đẹp mà thằng cu nó xịt hết sơn rồi nên là bán với giá rẻ. Đấy, bác nào mà mua cho các cháu đi học thì quá ngon. Con này loanh quanh đâu 5 triệu. Còn tiếp theo là con Forever, địa hình ngon bổ rẻ phanh dầu, đó là 4,8 triệu. Tiếp theo là con Chia Ke, con này cũng cấu hình rất là ngon, tay bấm đồi đề ép ram hết các thứ, đùi trục rỗng khung nhôm. Đó, xe bãi Nhật, giá thì con này hơn 5 triệu một tí. Xe bãi Nhật giá 4,8 triệu, bao ship toàn quốc. Doppel Ganger màu đỏ đen. Một số soi xe địa hình ngon bổ rẻ nữa. Xe đạp xe địa hình XDS đề Anivio thuộc dốc sốc. Rồi xe touring Nhật bãi, Scott Nhật bãi, giá là bán lấy vốn, bán lỗ vốn 3,6 triệu. Con Scott này chính ra đi rất ngon, chẳng qua là nó là cái khung nó chéo cho nên các bác bảo là nhiều các bác thích cái gióng ngang nhìn cho nam tính, nhưng còn đúng ra con này đi rất là bon và êm luôn, mỗi tội cái gióng thôi. Bác nào mà thích cái gióng chéo mà trèo lên trèo xuống cho nó dễ thì chọn con này quá ngon, chứ không phải nó rẻ mà chất lượng nó kém. Tiếp theo là địa hình em dựng lên từ những cái đồ chính hãng thôi, em ráp lên thôi, giá rất là ngon, trong tầm giá là có 3,8 triệu, 3,6 triệu thôi, cho các cháu đi. Vâng, đầu tiên bây giờ là đến những cái con đua ngon này. Đấy, con đầu tiên là con BT Win Chiban 500, con này hiệu của Phần Lan. Hiệu Phần Lan là thiết kế và kiểm tra tại Phần Lan. Con này hồi trước em có một con thấp cấp hơn, em đã giới thiệu rồi, màu xám bạc đấy. Thì hôm nay về một con cao cấp hơn là con Chiban 500, con trước là con Chiban 100. Con này là con 500. Thì con 500 thì nó cao cấp hơn là ở cái càng trước, con này là càng carbon, mà carbon 12K thì các bác có thể Google. 12K là cái loại carbon gọi là tốt, rất là đẳng cấp. Đấy, sợi nó mịn và cái độ chịu lực của nó rất là tốt so với carbon thông thường. Đó, carbon 12K càng đằng trước là càng carbon. Vành 700C. Lốp là lốp đè tất cả là lốp Pháp, thiết kế tại Pháp. BT Win lốp chính hãng hết. Con này hai cặp lốp cực đẹp luôn, gần như mới này, các bác nhìn ta lông. Design tại Pháp. Design tại Pháp. Bộ chuyển động của con này thì có lip 8 tầng. Bộ đề Microsoft tất cả là nguyên bản chính hãng 100%. Nhà sản xuất ra như thế nào thì xe về như vậy và độ mới. Em đánh giá là con này nó cũng phải tầm khoảng gần 90%. Rất là mới. Sơn nước sơn màu đỏ. Không có xước sát nhập. BT Win 500 càng carbon 12K. Tay chuyển số là Microsoft.
Con này thì có nhiều review ở trên YouTube hay Google, các bác có thể search cái cụm từ khóa là BT Win này. Đây. BT W I N cách chi ban cách 500 và sẽ ra review của rất nhiều anh Tây châu Âu. Rồi, con tiếp theo là con xe đua là con Cam. Con này là hiệu xe đạp của thằng Malai sao ấy. Malai thì con này là cấu hình quá ngon trong tầm giá. À, màu xanh chuối dành cho các bác nào mà thích sự trẻ trung. Cái con này thì được trang bị cấu hình quá tốt với tầm giá của xe đua, đó là cấu hình full group Shimano 105. Đùi đĩa 105, trục rỗng đương nhiên rồi ạ. Gạt đĩa là 105. Cùi đè 105, líp 11 tầng. 11 tầng luôn các bác ạ. Đây. Líp 11 tầng Shimano 105. Mayer là Lovatec bi vòng bánh 700C cùng phanh 105 luôn ạ. Giá chưa đến 10 triệu. Dây âm sườn màu cam vàng rất là nổi bật, rất là thể thao. Màu này là đi rèn luyện thể thao nó mới chuẩn. Dây âm sườn hết, rất là đẹp. Nước sơn thì em thấy còn đẹp, vì những cái xe này thì em toàn đóng hộp bay máy bay thôi, cho nên là không có chồng lên nhau như là mấy thằng bãi Nhật. Cho nên là trọng lượng nhẹ. Đây một tay em nhắc được. Còn cân thì nhà em, các bác cứ hỏi cân thì nhà em không có cân, em không chính xác là bao nhiêu được, nó khoảng trên dưới 10 cân thôi. Tay đề là 105. Tay đề 105, 11 tốc độ, 2 đĩa. Cho nên là con này có 22 tốc độ khác nhau, cùng phanh 105. Càng nhôm siêu nhẹ, khung nhôm siêu nhẹ. Con này cả trọng lượng trên dưới 10 cân. Tiếp theo là một anh bãi Nhật, Gian Cờ Rốt. Cũng bán lấy vốn, em bán 4 triệu rưỡi. Bác nào múc về đi quá ngon luôn. Con này mỗi tội sơn nó xấu, còn đồ nó cực chất, đi êm. Nhóc, sóc xiếc, nhún nhảy đẹp. Vành bánh tròn vo, tất cả bộ chuyển động các thứ ngon. Đời đề AC ra đời thời xưa, đi rất là êm bon luôn. Mỗi tội là lớp sơn xấu, em bán giá là 4 triệu rưỡi. Địa hình cho mấy cháu học sinh đi, 3.8 triệu. Tiếp theo là một chiếc Gian XKSL1. Sơn còn khá là đẹp, màu đen. Dòng này em cũng có khá nhiều bác là thích đấy. Là cũng mới về trong ngày hôm nay. Gian XKSL1. Con này là thuộc dòng gọi là Touring đỉnh nhất của Gian rồi. Đề là Anivio, 9 nít, 3 đĩa, đùi đĩa lại Shimano luôn. Nó hơn SL2 ở cái đùi đĩa và cái bộ chuyển động Anivio. Còn Shimano SL2 thì nó chỉ là, Gian SL2 thì nó chỉ là Tourlay thôi. Còn SL1 nó sẽ là Anivio và là 9 nít, còn SL2 là 8 nít. Phanh cũng là phanh dầu, nhưng phanh dầu Shimano. Còn Gian SL2 thì nó sẽ là phanh dầu Techo. Giá là 7 triệu, em thường bán cũ là giá 7 triệu. Còn SL1 này thì em bán là giá 9 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc cho các bác. Lốp khá là đẹp, lốp như mới luôn, con này mới trên 90%. Yên đẹp. Tiếp theo là một xe đua Trek. Con Trek này thì đẹp nhất từ trước tới giờ em đã mua được. Con Trek này được trang bị một cái bộ vành Shimano R520, cao cấp hơn cả R500. Đấy, các bác nhìn Mayer rất là đẹp. Thì các bác nào muốn ảnh chi tiết thì nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975709943. Em để trên tiêu đề hoặc là ở trong màn hình đó. Tay đề, tay bấm là Sora. Con này hiện em nhập về là chưa có chân trống. Đề là đề Tiara, 9 nít. Đùi đĩa là FSA Mỹ. Gạt đĩa Sora. Bánh nguyên cặp của Shimano R520. Rất đẹp, thời còn mới, rất mới luôn. Nước sơn mới, mới trên 90%. Bánh trước cũng là R520. Size con này là size 50. Size 50. Đây là một chiếc NauX Touring giá rẻ. Giá là 5 triệu rưỡi, có giảm sóc. Một chiếc địa hình Merida TFS
cấu hình quá ngon trong tầm giá, tay bấm DOR như các bác biết thì DOR nó là gần chùm cuối rồi, chùm cuối của cái dòng chuyển số Shimano rồi, đùi đĩa trục rỗng DOR luôn. Phanh BB5 của Avis của Mỹ, DOG, đè DOG 2, 4, 6, 8, 9, nhíp 9 tầm. Giá 5,5 triệu. Tiếp theo dàn OCR 3300 size S, con này thì em đánh giá nhiều trên đấy rồi. Hôm trước, một tuần trước về một con đã bán và con này là về tiếp theo ngày hôm qua. Tiếp theo là một chiếc Touring Merida, cấu hình quá ngon, đùi đĩa trục rỗng SRAM, tay bấm SRAM X5 11 lít. Con này là có Touring, là có cả chắn bùn, cả gabaga đầy đủ theo xe, rất là chắc chắn. Để SRAM X5 11 lít SRAM luôn, đùi đĩa trục rỗng, gạt đĩa SRAM X5. Và SRAM là một cái bộ chuyển động được sản xuất bởi Mỹ, còn Shimano thì của được sản xuất bởi Nhật, nó tốt. Nhiều bộ SRAM như cái bộ này nó đắt hơn cả Shimano luôn, còn so thì với bộ nào thì em không thể so được, chả khác gì so Honda với Yamaha. Phanh V Shimano Merida nước sơn rất là đẹp, tay bấm SRAM, phanh Avis, tay phanh Avis. Một chiếc Zan Ram, thì dòng này là cái dòng cũng là dòng Touring, bánh 700 có giảm sóc của hãng Giant, Zan Ram. Em đang bán với giá là 5,5 triệu, bao ship toàn quốc cho các bác. 3 đĩa 8 lít cũng là bộ chuyển động SRAM, con này là SRAM X4, còn con Merida là SRAM X5. Và chiếc cuối cùng là chiếc Touring SL2, thì quá là phổ biến ở trên kênh của em rồi, trên xe đạp rồi. Con này size XS, và size XS sơn thì còn khá mới, rất là nhỏ. Size XS rất là nhỏ, phù hợp cho các bác có chiều cao khoảng trên dưới 1m6 là rất phù hợp so với size XS này. XS là X là siêu, S là nhỏ, XS là siêu nhỏ. Đây là tất tổng thể những cái xe mới về sáng hôm nay, thì chiều em làm clip luôn rồi. Ngày mai em sẽ up lên trên kênh Kiên Xe Đạp của em. BT Win Chiban thương hiệu Phần Lan, càng carbon 12K, xe đua cam group 105, một số xe địa hình ngon bổ rẻ. SL1 xe đua Czech Mỹ, địa hình Touring có giảm sóc low X. Merida địa hình OCR, Zan OCR, Touring Merida. Vâng, và ngoài ra thì đây em có một cái mã vạch đây, các bác có thể tạm dừng màn hình ạ. Và các bác có thể quét cái mã này để xem các cái xe em hiện có. Đây, ấn, các bác ấn vào đây. Ấn vào phần này. Đấy, xong rồi các bạn ấn xác nhận. Xác nhận ok là vào cái website mà cập nhật tất cả các xe em hiện có tại đây. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp mà em vừa giới thiệu thì cái giá bán em đã đề dưới cái tiêu đề của cái video. Giá bán là công khai, và trong giá bán thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành về đồ đạp cho các bác 1 năm. Nếu như mà các bác ở Hải Phòng thì qua em sửa miễn phí, còn nếu như các bác ở tỉnh xa thì em sẽ gửi phụ tùng phụ kiện về, và em có hướng dẫn sửa chữa qua các cái video em đã làm sẵn. Và như các bác biết ấy, thì là em bán xe đạp cũ, cho nên là những cái xe mà em vừa giới thiệu đấy, thì trong những cái thời gian mà rất là lâu thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy và hiếm như vậy. Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ ngay với em và tiến hành đặt cọc hoặc trả hết tiền để sở hữu ngay chiếc xe. Em đã
đây không không phải là em nói sai sự thật, và đã có rất là nhiều khách phải tiếc nuối và phải đợi rất là lâu mới có chiếc xe như họ mong muốn, hoặc là các bác khách đó là phải lấy những cái chiếc xe khác mà không được ưng ý, chỉ 8 phần 10 so với những cái chiếc xe mà các bác đã được xem trước nhưng mà không tiến hành sở hữu em đó ngay, cho nên là rất là tiếc nuối. Thì em này em bán đồ cũ cho nên số lượng chiếc xe chỉ có một chiếc, và được những cái chiếc đẹp như này thì em phải tuyển lựa rất là nhiều ở những cái bãi xe ở bên nước ngoài, sau đó là tiến hành gửi máy bay về, cho nên là để mà có những cái chiếc xe đẹp mà em vừa trình bày như lúc nãy thì rất là hiếm, và các bác muốn sở hữu em xe này thì liên hệ ngay Zalo với em và để sở hữu em đó. Và ngoài ra nếu như mà dành cho các bác nào mà ở tỉnh xa thì các bác có thể mua xe của em qua một số hình thức sau. Đó là một, các bác có thể bắt xe khách hoặc là lái xe riêng đi đến Hải Phòng và tới nhà em mua. Hai là các bác có thể chuyển cọc thấp nhất là 500.000, thì em sẽ tiến hành ship qua cái dịch vụ của bưu điện, thì bưu điện sẽ chuyển tới nhà các bác và người bưu tá sẽ thu lốt số tiền còn lại. Khi mà các bác có chiếc xe đã đến cửa nhà các bác thì các bác được quyền mở hộp xe đạp ra kiểm tra xem có đúng xe ở trên video hay là ở trên Zalo mà các bác đã thỏa thuận với em trước khi mua không, và các bác giả lốt số tiền còn lại cho người bưu tá. Và cách thứ ba là các bác sẽ chuyển hết tiền, thì em sẽ có những cái món quà dành cho các bác chuyển hết tiền, đó là em sẽ tặng full phụ kiện của em dành cho các bác chuyển hết tiền ở tỉnh xa để mua xe, gồm có full phụ kiện, gồm có chắn bùn, một số những cái giỏ phụ kiện đây em cứ mua sẵn để em dành tặng các bác chuyển hết tiền để mua xe ở tỉnh xa, chắn bùn, túi để đồ, khóa dây, đèn nháy, chuông, thì tùy theo có những cái xe lắp được cái này, không lắp được cái kia, giá bình nước và một số thứ khác thì tùy theo, có thể là xe lắp được chiếc này không lắp được chiếc kia thì các bác có thể nhắn tin Zalo với em để em có thể tư vấn được những cái phụ kiện lắp thêm khi các bác thanh toán theo hình thức là chuyển khoảng 100%. Về uy tín của em thì các bác có thể vào Facebook tìm Kiên Xe Đạp để em có một cái album tất cả những cái khách hàng đã mua xe của em. Cũng dạo gần đây thôi em mới tạo cái album này, còn trước kia em bán cũng rất nhiều khách hàng nhưng mà em không có lưu lại. Thì các bác có thể tham khảo thêm về cái uy tín của Kiên Xe Đạp. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến những cái chiếc xe đạp mới, bởi vì xe đạp của bên em thì bán rất là nhiều, một tháng doanh số của bọn em có thể lên đến khoảng trên dưới 100 chiếc xe, thì các bác muốn tham khảo những cái chiếc xe mới về liên tục, cập nhật liên tục, thì các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp ở trên Facebook và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật bãi, Thụy Sĩ, Nga. Nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.